Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2023, thành viên SKT48A33 Sayaka đã thông báo tốt nghiệp khỏi SKT48 trong buổi diễn được tổ chức tại nhà hát SKT48. Cô ấy đã tiết lộ rằng buổi diễn tốt nghiệp của mình sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2023.